hạnh phúc của lão đại. Với các diễn viên chính Phạm Vĩ, Tô Minh, Châu Khiết Đông cùng với một số diễn viên khác, đạo diễn Lý Lộ. Sinh ra rồi, lớn lên rồi, thế là xong. Đi học rồi đi làm, thế là xong. Thế là xong. Thế là xong. Có gia đình, rồi lập nghiệp, cùng cố gắng và cho đi. Thế là xong. Thế là xong. Có gia đình, rồi lập nghiệp, cùng cố gắng và cho đi. Em cười, anh sẽ cười. Chỉ cần em vui vẻ thì anh sẽ tươi cười. Vậy được chứ? Thế là xong. Thế là xong. Tập 16. Đây là canh lão đại nấu cho hiệu trưởng. Tôi phải đưa bãi thế nào? Đưa em sẽ đưa giùm chị. Cảm ơn. Không có gì. Anh hai em đâu? Chắc anh ấy bận chuyện khác rồi. Chị Hảo, thật ra em rất hiểu những phụ huynh có con bị bệnh tự kỷ là rất cực khổ, rất vất vả. Chị sẽ rất khó có thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa, chị cũng vừa đến Bắc Kinh, hay là thế này đi. Chị cứ đi đâu đó, đến tối đến đây đón bé cũng được. Như vậy được không? Được mà, chị yên tâm đi. Vậy cảm ơn. Lạc Lạc, tạm biệt mẹ đi. Tạm biệt mẹ. Tạm biệt mẹ. Lạc Lạc, bắt đầu từ hôm nay con phải đến đây học rồi. Con phải ngoan ngoãn ở đây chơi với cô giáo Miêu. Ở đây còn có rất nhiều bạn khác nữa. Chị cứ yên tâm. Đi đi. Được. Vậy tôi đi nhé. Được rồi, chị đi đi. Tạm biệt mẹ. Thôi được, tôi tạm thời đồng ý làm theo phương án của các anh. Còn về việc giảm, tôi chỉ đồng ý giảm một nửa. Nhưng không được nói giảm. Chúng ta có thể tặng xe. Người không lấy xe có thể được giảm theo mệnh giá của xe. Tổng giám đốc, tôi nghĩ dựa vào hình tượng và tài ăn nói của ông, tuyệt đối có thể tham gia chương trình phỏng vấn doanh nhân. Nhất là ông lại là một điển hình người từ vùng khác đến Bắc Kinh làm việc và có được thành công. Giới truyền thông thích nhất làm những chương trình này. Tôi còn cảm thấy chủ yếu nhất là có thể quảng bá và tuyên truyền công ty địa ốc của chúng ta. Tôi sẽ tìm mấy người biên đạo, mở cuộc họp thảo luận về vấn đề này. Được, đừng quên lời hứa của mấy anh. Dạ. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Em cứ ngồi đi. Anh cũng ngồi đi. Bản kiểm điểm. Tôi khi còn ở Đông Bắc
Vào năm 12 tuổi, đã kể cho mấy em tôi nghe chuyện sói đến rồi. Mục đích chính là không muốn chúng trở thành những đứa trẻ nói dối. Thật không ngờ, vào ngày hôm nay của 35 năm sau, tôi lại trở thành một người nói dối. Rõ ràng đang ở Bắc Kinh, nhưng lại nói mình ở Thiên Tân. Rõ ràng ngủ tại một nơi nào đó ở Bắc Kinh, nhưng lại nói là đang uống rượu ở Đông Bắc. Đối với những hành vi nói dối của tôi, đúng là buồn cười, đáng giận, đáng thương và đáng chê trách. Sau này, tôi nhất định sẽ là một người quang minh lỗi lạc, trong sạch ngay thẳng. Tuyệt đối không phụ lòng mong mỏi, tôi trở thành một người hạnh phúc của các em tôi đối với tôi. Nói được làm được, tuyệt đối không chỉ nói không. Người kiểm điểm, Phó Cát Tường. Anh hai, anh thật là... Anh hai à, em muốn tâm sự với anh thật nhiều. Được, chúng ta đi uống vài ly đi. Chúng ta không cần uống đâu. Chúng ta đi tắm nhé. Tắm à? Cởi bỏ vẻ bề ngoài, thành thật đối với nhau. Anh em mình tâm sự nhé. Được. Xong rồi à? Sao không có số liên lạc vậy? Tôi không có điện thoại. Nếu vậy thì dù có việc rồi, tôi cũng không thể liên lạc với chị. Chị ghi số bạn chị cũng được. Chị ghi số của bạn chị đi. Tôi không có bạn. Một người bạn cũng không có sao? Không có. Vậy chỉ còn cách chị tự mình đến đây thôi. Nhưng chúng tôi không thể bảo đảm là cung cấp thông tin chính xác và kịp thời. Vì không thể nào liên lạc với chị được. Được rồi, bây giờ chị nộp 100 tiền cọc trước, sau đó mỗi ngày đến đây xem thông tin. Phải nộp tiền nữa sao? Tôi vẫn chưa tìm được việc mà. Quy định của chúng tôi là phải nộp 100 trước. Thôi bỏ đi. Mỗi ngày chị cứ đến đây xem thông tin. Bây giờ chỉ còn cách chị thường xuyên tới mà thôi. Nếu không chúng tôi cũng hết cách. Cảm ơn. Không có gì. Chào chị. Chào cô. Cho hỏi, ở đây cần tuyển nhân viên phải không? Phải. Vậy đi, chị điền vào tờ lý lịch này trước đi. Chị biết lái xe không? Không biết. Chị có các kiến thức liên quan đến xe hơi không? Tôi không rành về nó lắm. Thành thật xin lỗi chị, công ty chúng tôi cần là người có kinh nghiệm 1 năm trở lên. Đây là quy định. À, cảm ơn cô. Cát An, em còn nhớ lúc nhỏ chúng ta tắm ở nhà tắm công cộng ở Thuận Thành không? Nhớ chứ anh. Lúc đó tắm thôi mà cũng phải xếp hàng cả buổi trời. Vừa bước vào chẳng thấy tủ đâu. Lúc đó trước cửa chỉ để một cái rổ mây. Quần áo đều được bỏ chung trong đó. Em nhớ rổ đó là gì không vậy? Rổ đồ. Đúng. Rổ đồ đựng đồ mình cởi ra. Cuộc sống bây giờ sướng biết mấy. Chỗ tắm rộng thế này mà chỉ hai anh em mình. Dạ phải, anh hai. Cuộc sống càng ngày càng sung sướng.
Em cũng hy vọng tình cảm của anh em mình càng ngày càng gắn bó. Đó là điều chắc chắn rồi. Cho nên hôm nay em muốn chúng ta thành thật với nhau, tâm sự với nhau thật lòng. Anh nói em biết, hôm nay anh cởi sạch hết như vậy chính là không muốn giấu giếm gì hết. Anh hai, anh nói thiệt đi, lần này anh quay lại tìm em là gì? Là vì chuyện gì vậy? Anh ngại nói ra quá. Vậy em nói giúp anh nhé. Có phải anh cần tiền không? Anh cởi thì cởi rồi, nhưng vẫn còn da còn thịt mà. Sao em thấy được trong lòng anh nghĩ gì vậy? Anh hai, anh cần tiền là chuyện nhỏ. Em của anh xây nhà làm ăn, tiền chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng em hy vọng sau này nếu anh gặp phải chuyện gì, mong anh hãy nghe ý kiến của em được không? Anh nói cho em biết, anh không những nghe ý kiến của em, con người anh là của em hết. Anh nói vậy là sao? Vì anh muốn đến công ty em làm. Em cứ xem anh làm được công việc nào thì sắp xếp cho anh công việc đó. Mỗi tháng em trả lương cho anh là được. Được, được. Ý anh là anh muốn đến công ty em làm. Được anh hai, không thành vấn đề. Vậy đi, em sắp xếp anh vào bộ phận hành chính. Được, làm cấp dưới của Tân Văn. Được, một tháng em trả anh 10.000, anh thấy được không? Em làm gì vậy? Anh hai em đâu tới giá 10.000 đó. Em chỉ trả cho anh 3.000 là được rồi. Anh đừng lo đến chuyện tiền bạc nữa. Thôi vậy đi, 1.200. Không phải, là 3.200, 3.280. Được, đến lúc đó mới nói đi. Em của anh đúng là người làm ăn lớn, làm việc gì cũng sáng suốt quyết đoán. Trứng gà chà vào mông, sột soạt sột soạt. Anh vui quá nên nói lung tung. Như vậy đâu phải là tố chất của nhân viên tập đoàn Cát An. Anh hai à, anh suốt ngày chỉ biết chăm sóc người ta. Hôm nay anh nên hưởng thụ cho đã. Vậy đi, một lát nữa chúng ta ngâm xong rồi, em dẫn anh đi massage chân nhé. Anh hai, được. Cho hỏi chỗ này của cô tuyển nhân viên phải không? Phải. Chị muốn làm việc gì? Mời vào trong. Ông chủ, có người đến phỏng vấn. Ông chủ, cho hỏi chỗ ông còn tuyển nhân viên không? Nhân viên thì đủ rồi, nhưng chỗ này thiếu một người phụ bếp. Cô có muốn làm không? Muốn, tôi muốn làm. Bao ăn bao ở, một tháng 600. Thử việc một tháng, tháng đầu 400. Nếu cô muốn làm thì ngày mai cô đến. Tôi có một đứa con trai, nó có thể ở cùng tôi không? Con à? Không được. Vậy nếu như tôi không ở đây? Nếu cô không ở đây, mỗi tháng tôi sẽ đưa thêm 100. Thời gian làm việc từ 10 giờ sáng đến 11 giờ tối. Ông chủ, con tôi phải đến nhà trẻ. Ông có thể cho tôi đưa đón nó mỗi ngày được không? Vậy thì không được rồi. Giờ tan học là giờ cao điểm của quán này, tuyệt đối không được rồi.
Tạm biệt. Tạm biệt. Tân Văn, cô khoan đi đã. Có chuyện gì vậy? Tôi muốn nói chuyện này với cô được chứ. Nói chuyện à? Nói chuyện thôi. Được rồi, vào đi. Cô đừng đứng đó, cô ngồi đi. Gần đây cô thế nào? Tâm trạng vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. Cuộc sống tình cảm đã ổn định chưa? Ông nói sao? Tôi đâu có nói tiếng nước ngoài, khó trả lời như vậy à? Tổng giám đốc, ông đừng đùa với tôi. Con người tôi sợ nhất là đùa giỡn trên tình cảm. Ông có việc gì thì cứ căn dặn tôi là được rồi. Tôi không nói đùa. Tất nhiên cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Tôi chủ yếu muốn nói với cô về anh hai tôi. Khi ở Thuận Thành, cô cũng đã gặp rồi. Sau khi đến Bắc Kinh, cô và anh ấy cũng có tiếp xúc. Phải nói thế nào đây? Nói tóm lại, bây giờ anh hai theo tôi đến Bắc Kinh rồi. Tôi muốn nghĩ cách gì đó khiến anh tôi yên bụng ở lại. Nói câu thật lòng thì cả nhà chúng tôi, nhất là tôi rất xem trọng anh ấy. Anh ấy đối với tôi rất quan trọng. Giữa chúng tôi có thể nói không chỉ là tình anh em, thậm chí còn có tình cha con nữa. Cha mẹ tôi qua đời sớm, nên tôi muốn dành tất cả lòng hiếu thảo này cho anh ấy. Vậy tôi có thể làm gì cho anh ấy? Tôi muốn anh hai tôi đến đây làm, làm cấp dưới của cô. Chức vụ anh ấy là gì? Anh ấy là anh hai tôi, tất nhiên là ở chức quản lý rồi. Ở trong bộ phận của cô, làm các công việc hỗ trợ. Còn công việc cụ thể là gì, cô hãy suy nghĩ giùm tôi. Chào giám đốc Tân. Giám đốc Tân, chào cô, chào cô, chào anh. Chú ba nhà tôi, phó tổng có nói với cô chưa? Hình như sau này tôi làm việc ở bộ phận của cô. Ông ấy vừa nói với tôi, ngày đầu mới đến, mong cấp trên giúp đỡ nhiều hơn, anh đừng khách sáo. Cô đi đâu vậy? Về phòng làm việc. Còn anh? Vậy tôi cũng đi. Được, xin mời. Mời cô đi trước. Mời giám đốc ngồi. Mời anh ngồi. Được. Anh uống nước không? Được, tôi rót cho cô. Mời anh. Cảm ơn. Tôi nhớ anh đến Bắc Kinh là để hưởng phước. Sao đột nhiên lại muốn đi làm vậy? Đáng lẽ tôi định đến nhà mấy đứa em ngồi hưởng phước, sau đó thì về quê. Ai ngờ vừa đến Bắc Kinh liền cảm thấy sức hấp dẫn của một thành phố lớn. Chính sức hấp dẫn này khiến tôi muốn ở lại thêm một thời gian nữa. Nhưng không thể chỉ ở lại mà không làm gì. Vậy là tôi muốn được đến tập đoàn Cát An làm việc, nhất là được làm việc trong bộ phận của giám đốc Tân. Anh đừng nói như vậy. Nói thật thì
Tôi là người làm việc cho phó tổng, bao gồm cả anh nữa. Cô đừng nói như vậy. Cô nói vậy thì tôi không thể làm việc rồi. Cô tuyệt đối đừng xem tôi là anh của phó tổng. Tôi là cấp dưới của cô mà. Là thật mà. Vậy được. Nếu anh đã nói như vậy rồi thì chúng ta đừng khách sáo nữa nha. Được. Thứ hai này tôi đi làm được rồi đúng không? Đúng vậy. À, tôi phát hiện mọi người ở đây ai cũng mặc áo vest hết. Có phải tôi không được ăn mặc như thế này không? Phải. Anh phải mặc áo vest, thắt cà vạt. Tôi có một bộ áo vest màu xám. Chính là bộ mà tôi đi đón em tôi đó. Cà vạt màu đỏ. Cô thấy mặc như vậy có được không? Không cần đâu, không cần. Công ty có đồng phục của công ty. Tôi sẽ bảo họ đưa một bộ cho anh. Được rồi. Vậy có cần chú ý đến cử chỉ, cách ăn nói không? Công ty có yêu cầu gì không? Thật ra cũng không có yêu cầu gì. Nói năng phải ôn tồn. Cố gắng đừng nói giọng quê quá. Được rồi. Tôi ở Đông Bắc 40 mấy năm. Chắc chắn rất nặng giọng quê. Thật ra sau khi tôi đến Bắc Kinh, tôi cũng đã nắm bắt được quy luật nói chuyện của người Bắc Kinh. Ví dụ như người Đông Bắc khi hết hồn thì má ơi. Người Bắc Kinh khi hết hồn thì ối trời ơi, đúng không? Nói tóm lại, tôi sẽ chú ý. Thật ra, anh chỉ cần đổi câu cửa miệng được rồi của anh. Như vậy là được rồi. Đúng, người Bắc Kinh thì nói được, đúng không? Nếu công ty ai cũng nói như vậy hết, thì còn ra cái gì nữa? Anh có thể nói được, dạ được, vậy là được. Được. Hôm nay Lạc Lạc cũng ngoan lắm. Tụi em muốn bé thích ứng với môi trường trước, sau đó mới sắp xếp kế hoạch dạy bé. Cảm ơn cô Miu. Chị đừng luôn miệng gọi em là cô Miu, gọi em Miu Miu là được rồi. À, cái này trả chị. Hiệu trưởng nhờ em cảm ơn chị và anh hai. Còn nói là sau này chị đừng mang đến nữa. Được rồi. Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Chuyện đóng học phí hôm qua kết quả như thế nào rồi? Chị đừng lo, đã đóng tiền hết rồi. Vậy hôm nay anh hai cô có đến không? Hôm nay anh ấy không đến. Được, tôi về trước. Được, chị đi thông thả. Tạm biệt, tạm biệt.
Anh ơi, tôi muốn điện thoại, điện nội thành. Chị cứ bấm là được. Con ngoan nhé. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa. Với thân hình của cô mà không làm thì uổng lắm. Tôi bảo đảm một tháng cô có thể kiếm được 4-5 ngàn. Tin tôi đi, cô cứ cầm danh thiếp, khi nào muốn làm thì cứ gọi điện cho tôi. Chỉ là danh thiếp thôi mà. Tìm ai vậy? Tôi chính là người mà anh đưa danh thiếp cho tôi khi ở trên cầu. Muốn làm rồi phải không? Công việc này có thật là kiếm được số tiền như anh nói không? Cô làm rồi thì sẽ biết ngay. Cái đó không gọi là kiếm tiền, mà gọi là người ta nhét tiền cho cô. Tôi muốn làm công việc này. Tối nay chúng ta sẽ đi gặp sếp. Cô có thể xem công việc này, ông ấy cũng có thể xem cô, sau đó mới quyết định được. Được rồi, tôi sẽ mượn mấy bộ đồ trong công ty mang qua cho cô. Vì công việc này là công việc về hình tượng. Nhà cô ở đâu? Nếu tôi đi gặp sếp anh thì khoảng bao lâu? Tôi có con nên tôi không thể đi lâu được. Trời ơi, có gì có tiền đỡ giùm cô mà. Đó chỉ là chuyện nhỏ, cô làm tốt, lúc đó thuê người trông con giùm cô là được rồi. Nhà cô ở đâu? Nói tôi biết đi. Phó lão đại, tao nói trái tim mày đã bao lâu không rung động rồi. Kinh lạc không được thông. Được rồi, nằm mơ không phải là cái tội. Đàn ông mơ đi mơ đi, không là tội. Mau lên, cô mau thay vào đi, rồi mình đi. Tranh thủ nào. Cô nhìn cô kìa, cô điện kêu tôi đến, bây giờ cô lại do dự. Tại tôi thấy cô cũng được, lại khá đẹp. Nếu không tôi cần gì đích thân đến đây. Cầm lấy, thay vào đi. Tôi có thể đến đó xem thôi được không? Đợi cô nhìn thấy tiền rồi thì cô sẽ không nói như vậy nữa. Kiếm tiền mà. Nhanh lên, thay vào đi.
Làm người mẫu thì đừng có rề rà như vậy. Cô thử luôn mấy cái này đi. Cô coi, cái nào cũng đẹp hết. Cô thử hết luôn đi. Anh ta là ai vậy? Có khách kìa. Anh ấy giới thiệu việc làm cho tôi. Giới thiệu việc làm. Làm gì? Làm người mẫu. Người mẫu ngoài giờ. Vậy tôi làm có được không? Không được. Chúng tôi không cần nam. Bộ anh mặc được áo này sao? Cô ấy cũng không được. Sao lại không được? Hai chúng tôi trói buộc lẫn nhau. Có cô ấy phải có tôi. Có tôi phải có cô ấy. Cô phải nói sớm chứ. Khi không lại điện tôi tới, làm tôi uổng công tới đây. Nói sớm. Nếu tôi biết sớm thì tôi đã dẫn cảnh sát đến rồi. Anh nói như vậy là có ý gì? Cái gì mà ý gì? Này này, cô ấy đồng ý thì đi, không đồng ý thì tôi đi. Tôi nói với ông anh, hợp tác không được thì nhân nghĩa còn. Nhân nghĩa còn. Trước mặt tôi, bày đặt giả làm người Bắc Kinh à? Hãy cùng nắm tay nhau, cùng đi tìm hạnh phúc. Em hạnh phúc thì anh sẽ hạnh phúc. Sự hối hả và nhộn nhịp thường làm ta không nhận ra. Chỉ cần con đường em đi không còn cô độc nữa. Hãy cùng nắm tay nhau, cùng đi tìm hạnh phúc. Em hạnh phúc, anh mới hạnh phúc. Năm tháng của đời người được mấy khi ngọt ngào. Chỉ cần mùa xuân luôn nở trên khuôn mặt em. Hạnh phúc như ngọn gió thổi qua đoạn đường đi tới. Hạnh phúc gặp nhau trong mộng, cho tình yêu chấp cánh. Có được chính là do không cưỡng cầu. Mất đi rồi cũng đừng quá nuối tiếc. Hạnh phúc có được là phúc, dằn lòng cũng là phúc. Biết đủ chính là điều hạnh phúc lớn nhất. Biết đủ chính là điều hạnh phúc lớn nhất. Hạnh phúc, hạnh phúc có được là phúc, dằn lòng cũng là phúc. Biết đủ chính là điều hạnh phúc lớn nhất.